Ngày trước gần nhà có ông buôn gốc và rễ gỗ xưa tự nhiên, cũng xin được mấy khúc về vứt ở nhà không biết có tác dụng gì, lên đốt mất à? À, rất là tuyệt vời. Thực ra thì câu chuyện của anh Trung ý thì không phải riêng mình anh đốt đâu. Bởi bản thân thì cá nhân em cũng đã được từng chứng kiến và cũng đã có những khoảng thời gian mà đi cùng với anh em ở trong làng để đi săn tìm kiếm gỗ xưa ở những thời điểm rất là sốt về gỗ xưa. Thì ở những thời điểm đấy thì nó thật anh em là nó không phải thông tin nó dễ dàng như bây giờ. Thời đấy thì đa phần vẫn chỉ là làm truyền thống thôi. Cho nên là khi mà thương lái Trung Quốc đổ xô về khu vực cho em mà thu mua gỗ xưa với giá rất là cao ấy, thì bản thân là anh em ở trong làng cũng phải tự đi mầy mò đi tìm kiếm về các cái vùng sâu vùng xa ấy, để tìm và lựa xem là có gỗ xưa không để mua để về, mong rằng là kiếm được vài đồng. Đấy, và khi mà đã về với lại các cái vùng bản và vùng sâu vùng xa ấy, thì nói thật anh em mình là ở trong đấy rất là sang, là người ta dựng các cái bếp ấy toàn bằng gỗ xưa, có nhà thì còn đang đun dở ở bếp bằng gỗ xưa, thế là bọn em phải nhanh chóng vào cầm xô nước để dội dập tắt luôn đi, không có thì chết dở. Thế là vào để đàm phán để có thể mua lại những cái phôi gỗ xưa đấy. Còn những cái khung mà để người ta làm bếp làm nhà bằng gỗ xưa thì cũng phải gạ gẫm khéo léo thì người ta mới dỡ nhà xuống để mà bán cho mình, chứ không phải đơn giản người ta phát là người ta dỡ được ngay. Cho nên câu chuyện của anh cũng không phải là ít đâu, chắc hẳn thì sẽ rất nhiều anh em đã từng vớ phải những cái trường hợp như này rồi. Thì anh em có thể chia sẻ câu chuyện của mình ở phía dưới nhá.